Ồ, khỏe quá ta, phát một lên luôn ta, ghê Ê, ghê. khỏe không em? Chào Dạ em nhé. nghe. Ok, Dạ. chào mọi người. Hôm qua mình có nói chuyện thì anh thấy anh đâu có phải mình anh đâu phải chỉ có mình anh trông thấy đúng không? Nhiều người người ta cũng trông thấy như thế Bên mà. anh âm thanh hơi nhỏ anh Duy Tân ơi. Alo Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào anh cư xá Duy Tân, chào cô chú anh chị nha. Buổi tối vui vẻ, cuối tuần rồi. Tần hội họp vậy ok đúng không? À, hồi hộp á. Dạ nghe anh, nghe rõ mà. Ok, nhớ rồi đó. Ok, vì ý anh nói là hôm qua mình có nói về cái vấn đề này thì những gì anh trông thấy đâu phải chỉ có riêng mình anh đâu, nhiều người người ta trông thấy, tại nó rất là rõ ràng em. Thế qua công nhận không? Rất là rõ ràng. Ví dụ như nước tự nhiên, cái nước ở cái để cứu hỏa tự nhiên nó không có nước nữa, phone rồi kia bị mất sóng hết. Rồi nó lại không cho người ta đi qua đi vô, rồi tự nhiên có những người vừa mới cháy xong cái là đòi đòi mua nhà, mua lại nhà, rồi ông thị trưởng lên là kêu gào chính phủ nên mua lại những cái đất này để xây lại, thấy không? Thì những cái đó là những cái mình nghi ngờ không? Thì cho anh Em thử nhất. cho anh trả lời anh thức Thưa quan, anh chào Trung Trung, chào mọi người nha. Dạ, con chào chú. Rồi, chào Trung. cho nói nhanh cái này xuống. Anh trả lời anh thứ sĩ nhất thì Chào chào cho anh thứ sĩ nhất, em chào anh. Thì tôi nghe anh chào thứ bạn. nhất nói anh thứ sĩ nhất nói là đây là thuyết âm mưu rõ ràng, nhưng mà mình nói vậy nhiều người ta sẽ hiểu lầm đó. Là những người người ta đặt nghi vấn đó, người ta đặt nghi vấn này kia, đặt câu hỏi đó, là những người đó là thuyết âm mưu, nhưng mà không phải. Thuyết âm mưu này á, nó không phải là thuyết âm mưu anh. Nếu mà anh nói vậy người ta sẽ hiểu là những người đặt câu hỏi đó, là có thuyết âm mưu. Nhưng mà em hiểu ý anh nói, đây là âm mưu, đây là của cái tụi chính phủ, là tụi đại tư bản đúng không, tụi nó có âm mưu đó. Nhưng mà thường thường cái tụi Mỹ nó chế ra cái từ gọi là thuyết âm mưu để mà nó để bịt miệng người dân, ví dụ bất cứ người dân người nào mà đặt câu hỏi này kia đó. Ví dụ như trong cái trường hợp cháy này, nhiều người đặt câu hỏi này kia là nó sẽ nói người ta là thuyết âm mưu. Thành ra khi mà nói thuyết âm mưu rồi thì không ai tin hết, hôm nay này nghi ngờ chế thông tin ra. Thì cái chữ thuyết âm mưu mình đó, cẩn thận. Em nói lại, em hiểu anh nói thuyết âm mưu có nghĩa là tụi nó có âm mưu chứ không, nhưng mà chứ không phải mình gọi là mình âm mưu. Ok, thì anh chỉ muốn nói vậy thôi. Thì Trung nói cho Trung, anh chỉ có chút lời anh chia sẻ vậy thôi. Thì anh biết cái vụ cháy rừng, cháy này nó không phải là cháy tự nhiên đâu, tại Hawaii nó không thể cháy được. Hawaii nó ở cái vùng nó không có khô, cái khẩu nó không có khô dễ cháy. Chỉ là cái cháy mà liên hệ đến núi lửa, nó chảy ra những cái lava này kia, may ra nó cháy một vài cái nhà nào gần đó, nó chứ làm gì có cái chuyện mà cháy cái kiểu như thế này. Cái cháy kiểu này là không có tự nhiên. Ok, anh có chút ý kiến vậy thôi. Chú nói đi Chung. Dạ, có lẽ mời chú thượng sĩ nhất trước đi ạ. Sao lại bắt mấy già đi khinh binh không vậy? Đâu có, giờ chú với anh chia sẻ để bọn Không, bọn áp dụng em cái rồi tinh thần lấy kinh nghiệm nhé. cho đó trẻ, trẻ do sông pha già mẫu mực mà. Thì thôi được rồi, các bạn có yêu cầu thì tôi có ý kiến một chút. Cái vụ này mấy ngày nay tôi cũng nghe nhiều, và thậm chí là hồi nãy tôi nói nó không còn là thuyết âm mưu nữa, mà nó là một âm mưu rõ ràng. Theo như mấy cái cô tôi đã nghe mấy ngày nay rồi, đồng thời nghe cái cô gì đó hồi nãy đó là cũng phân tích đó, thì mình thấy có những cái mình thấy hết sức là vô lý, đúng không? Nước thì cúp, nói không có nước mà ở đảo mà nó có nước thì vẫn hết sức vô lý. Rồi nghe đâu là ở đó là dân bản địa, nói là dân bản địa chứ cũng là dân thổ dân, người da đỏ ở đó cũng còn nhiều lắm, người ta cũng ở vòng vòng đó,
mà xung quanh nhà, xung quanh mấy cái gần gần mấy cái nhà mà bị cháy đó thì là các nhà tài phiệt, nhà của họ còn nguyên à. Rồi các cô hồi nãy cho thêm một cái thông tin rất thú vị nữa là sau khi cháy nhà thì người ta điện tới, người ta hỏi tôi mua cái phần đất của cái người nhà bị cháy. Thì cái chuyện này thì bao nhiêu đó thôi, chúng ta cũng đủ khẳng định đây là một âm mưu, họ muốn chiếm đất. Hôm nay tôi nghe thông tin nhiều nhưng mà tôi không dám khẳng định, hôm nay có Thư Quang nói đúng là tôi ngủ rồi đó, nhưng mà nghe cái này cũng hay hay, cho nên có chút ý lên rồi góp chút ý kiến vậy thôi. Còn các bạn có cái thông tin gì khác nữa thì các bạn cứ nói, xin mời. Dạ ok chú, thì qua nghe cái thông tin, đọc nghe các cái thông tin rồi nghe anh cơ sở Duy Tân cũng như chú chia sẻ thì con có góc nhìn riêng cá nhân thôi. Thực ra mà nói cái câu từ mà thuyết âm mưu giống như lúc nãy anh cơ sở Duy Tân có giải thích á, nó giống như một cách mà người ta sử dụng cái mỹ từ để người ta ngụy biện ra một cái tình huống nào đó. Có thể là nó là một kịch bản có thật, một kịch bản được dàn dựng, nhưng người ta thường là người ta chỉ đưa ra một cái thuyết âm mưu. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta nghi ngờ mà. Người ta đưa ra thuyết âm mưu để người ta khẳng định cái vấn đề của nghi ngờ người ta, nhưng mà người ta lại không có cơ sở để khẳng định cái đó đúng hay sai. Giống như kiểu trước đây mà chúng ta nhớ cái vụ mà có cái gọi là có chất gọi là chất phê pha đó, người ta hay gọi là chất phê pha đó. Nó ở trong khu vực của Nhà Trắng á, mà ai mà đưa được ma túy vào trong đó. Thế thì sau khi điều tra lại hồi, người ta khẳng định là không tìm ra và không biết ai đưa vô. Thì cái chuyện đó thì nó cũng giống như chuyện này thôi. Thì chắc chắn là người dân người ta có điều tra đi chăng nữa, hay là người ta đưa ra một thuyết âm mưu, hay là để khẳng định một vấn đề gì đó, thì người ta không dám khẳng định, người ta chỉ trên cơ sở là suy luận thôi. Đấy, suy luận của người ta thôi. Thế nên người ta gọi thuyết âm mưu. Đấy, và có một bàn tay nào đó đứng đằng sau, nhưng người ta không dám khẳng định, bởi vì có điều tra đi chăng nữa cũng là thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng của Mỹ, chứ không thể là người dân đứng ra điều tra được. Mà người dân có đứng ra điều tra được đi chăng nữa, có bằng chứng này kia đi chăng nữa, thì cũng không khẳng định được điều gì hết. Đấy, rõ ràng là như vậy. Ở một quốc gia nào cũng vậy thôi, cơ quan chức năng người ta sẽ khẳng định cái vấn đề đó là có hay không có, thì người ta sẽ đưa lên các cái phương tiện truyền thông mà người ta khẳng định cái đó, và người ta trưng ra bằng chứng. Chứ còn giống như trước đây chúng ta thấy không, mấy cái vụ như ở Libya, Syria hay Afghanistan rồi là ở Ai Cập cũng vậy, đúng không ạ? Thì người Mỹ người ta hay đưa ra bằng chứng lắm. Người ta đưa ra bằng chứng trước Liên Hợp Quốc, người ta hay ở Nam Tư cũng vậy. Người ta cho rằng là ông... có lợ muối còn là bằng chứng được. Đúng rồi, đó. Người ta đưa ra các cái bằng chứng là người ta cho rằng là ví dụ ở Nam Tư là có hành vi diệt chủng này, đúng không ạ? Rồi ở Syria hay là có cái vũ khí hóa học này, hoặc là vi phạm tự do dân chủ nhân quyền này. Rồi là ở Libya cũng vậy, rồi Afghanistan cũng vậy, người ta bảo là tài trợ cho khủng bố thế này thế kia vân vân hết. Rồi kể cả ở như các trường hợp như ông Gaddafi rồi các thứ đó, sau khi mà những người này bị gọi là nào là tòa án quốc tế hết, chưa kịp xử chết, đúng không ạ? Rồi vân vân và vân vân hết, rồi treo cổ người ta, xong cuối cùng là đến khi mà đến thời điểm hiện tại này là tất cả các cái bằng chứng đó nó đều không có thật. Đấy, ví dụ như ông Milosevic của Nam Tư đó là được tòa án quốc tế khẳng định là ông nó không có phạm tội diệt chủng. Thế thì khi mà khẳng định thì ông đã chết rất là lâu rồi, đúng không ạ? Hay là cái lọ muối cũng vậy, sau khi khẳng định là cái bằng chứng cái đó là do sai lầm của cái việc thu thập tình báo hoặc là thông tin sai, thì bây giờ cái hậu quả cũng xảy ra rồi. Lãnh đạo của các nước đó người ta cũng đã không còn nữa, và người dân của các nước đó thì bây giờ cũng đang vật lộn với cuộc sống trong cảnh tang hoang nhà cửa, rồi chiến tranh đổ nát, đúng không ạ? Thì người ta đều có thể, người Mỹ người ta đều đưa ra những cái bằng chứng đó nhằm thuyết phục những người theo phe phái của họ đó. Sau khi người ta dàn dựng một cái kịch bản có thể nói là giống như trong phim vậy đó, thì cái sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ đâu có thay đổi gì được nữa. Đấy, mà trong khi đó thì mặc dù là tòa án quốc tế là to như quả núi, thế nhưng mà nếu như xét về một góc độ pháp lý, pháp luật đi, chúng ta cứ nói về mặt pháp luật đi, thì chắc chắn là người ta cũng phải, ở nước nào cũng thế, khi anh đưa ra một bằng chứng giả dối thì anh phải chịu sự trừng phạt chứ. Đây đặc biệt là còn là
là có thể nói là xâm phạm đến lãnh thổ của một quốc gia khác, đúng không ạ? Rồi bắt, rồi thậm chí là diệt luôn cả cái lãnh đạo của quốc gia đó do người dân người ta bầu lên. Thì chả có cái người nào đứng sau cái vụ việc này bị chịu tội cả. Hay là nhỏ hơn như cái vụ ma túy ở trong Nhà Trắng của Mỹ cũng vậy, cũng chả có ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Thì bây giờ đến cái vụ cháy này thì người ta đưa ra cái thuyết âm mưu để người ta giải thích cho những cái mà người ta suy luận thì nó rõ ràng thôi. Nhưng mà ít nhất em đánh giá cao ở góc độ là người ta còn đưa ra thuyết âm mưu nha. Có nghĩa là người ta đưa ra một thuyết âm mưu để người ta khẳng định cho cái suy luận của người ta. Chứ không như mấy anh ba que ba cẳng là tự lên suy diễn nha. Suy diễn nó khác mà suy luận nó khác đó. Đó là cái này nó rõ ràng này. À, xin lỗi anh ngắt rồi. Cái bây giờ mình dùng cái chữ những người dân hay người ta không phải là chính phủ nha, những người dân người ta quan sát thì người ta đã đưa ra những suy luận chứ không phải là đưa ra thuyết âm mưu, ta đưa ra những suy luận. Nhưng mà tụi chính phủ nó sẽ gọi những cái suy luận đó là thuyết âm mưu. Cái thuyết âm mưu có nghĩa là conspiracy theory, là cái từ của bọn chính phủ nó đưa ra để nó bác hết tất cả những cái suy luận. Tao rồi em hiểu, em hiểu ý anh rồi. Không phải con cù. Nó đưa ra cái đó. Mà những người là con cù á, thì nghe theo chính phủ á, thì người ta sẽ bác những người mà đưa ra những suy luận đó. Ồ, anh nghe theo thuyết âm mưu cho nên anh tin vô cái đó. Cho nên cái chữ thuyết âm mưu anh biết là mình xài lộn. Chữ thuyết âm mưu là từ cái chính phủ đưa ra. Ra đúng không ạ? Đưa ra để nó bác đi những cái suy luận của những người khác, những cái người mà đưa ra những cái suy luận mà người ta có những cái bằng chứng người ta đưa ra suy luận bác hết. Rồi em hiểu. Vậy là em hiểu ngược đúng không ạ? Em hiểu bị ngược. Đúng rồi. Thì cái này em cũng có sơ suất, có nghĩa là em đã hiểu được cái nó có âm mưu, đúng là như thế. Chính phủ mới là đúng là âm mưu. Tụi nó không thuyết âm mưu mà nó có âm mưu, như anh thượng sĩ nhất lấy nói. Đó là âm mưu của tụi nó. Không có thuyết gì. Đó là âm mưu của tụi nó. Có nghĩa là người ta đã xây dựng kịch bản đúng không ạ? Khi mà người ta diễn ra một cái tình huống như vậy, sau khi xong đó thì người dân người ta trên cơ sở các cái nội dung, những cái tìm hiểu người ta suy luận ra được cái tình huống đó, thì ngay lập tức người ta sẽ đổ cho đó là chỉ là một thuyết âm mưu thôi, nó không có thật đúng không ạ? Và đó là do một người ta tự suy diễn suy luận ra thôi. Em đã hiểu. Chính phủ đã chuẩn bị rồi. Những ai mà đưa ra những cái suy luận như thế là nó sẽ chụp mũ họ, là những người này là đưa ra những thuyết âm mưu. Nghe cái chữ thuyết âm mù có nghĩa là ai cũng nghĩa là anh muốn theo dịch kiểu nào thì anh theo dịch đó. Thì anh không ai tin người này nữa. Nói như vậy là em hiểu cái, em xin phép anh một chút là em có hiểu ý của anh chia sẻ, bây giờ em hiểu hơn được. Em nhớ có một cái ông hình như nhà văn hay phóng viên gì đó của một cái tờ báo hay là cái gì đó, hình như là một cái chương trình thực tế gì đó, em không nhớ rõ tên của ông này, nhưng mà nếu mà nói sự kiện cho mọi người nhớ là ông đã từng có một cái nội dung, ông ấy cho rằng là cái vụ nổ súng ở trường học ấy, là do chính phủ dựng lên. Có âm đấy, và ngay là đó, thế nên là ông này ông đã bị xử phạt, là bị bồi thẩm đoàn xử lý đó, bị xử phạt bao nhiêu triệu đô la đó, và cho rằng cái đó chỉ là thuyết âm mưu của cá nhân ông thôi. Nên bây giờ anh giải thích như vậy là em đã hiểu rồi. Thế thì sau cái sự kiện này đó, em dĩ nhiên là mỗi người có một quan điểm khác nhau, em cũng không dám khẳng định là cái sự kiện này nó có phải là thực ra là có phải đúng đằng sau là của các nhà đại tư bản của Mỹ hoặc là một bộ phận nào đó của chính phủ Mỹ người ta dàn dựng lên để người ta cướp đất của người dân hay không. Cái này em không dám khẳng định nha, bởi vì là chưa có một cái cơ quan nào điều tra xác định nên em không dám khẳng định. Thế nhưng mà ở đây em chỉ đưa ra một vấn đề nó mang tính hai vế thôi. Vế thứ nhất á, nếu cái sự kiện này diễn ra ở Việt Nam thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như là cái vấn đề là cái khu nhà giàu thì không sao mà cái khu nhà nghèo thì bị cháy này, đúng không ạ? Rồi là cái quan trọng là cái nơi này người ta đã quy hoạch thành một cái thành phố rồi. Nó giống kiểu thành xây dựng một cái thành phố du lịch, thành phố thông minh, hay giống như trước đây ở Việt Nam chúng ta là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố vệ tinh á. Đó, lại nó cũng dạng dạng như vậy. Hoặc là bây giờ các thành phố như ở Hạ Long của Quảng Ninh các thứ đấy, là ý là chúng ta muốn xây dựng một cái thành phố nó mang tính biểu tượng đấy, để khẳng định cái giá trị của một quốc gia, hay một cái gì cái vấn đề là thu hút khách du lịch hay là phát triển kinh tế vân vân, cả nó đều mang ý nghĩa, nhiều ý nghĩa trong đó. Thì cái đó là cái vế mà chúng ta nhìn nhận là nếu xảy ra ở Việt Nam nha,
Rồi là khi mà ngay sau khi xảy ra sự cháy này, sự cố cháy đó, thì có người liên hệ với lại những người dân có đất ở đó để mua lại. Rồi là hệ thống báo cháy, chúng ta gọi là hệ thống báo cháy không hoạt động, đúng không ạ? Rồi là cái chỗ mà em theo như em biết đó, thì Hawaii nó là một quần đảo, đúng không ạ? Nó là đảo thì bảo không có nước chữa cháy, đó là chưa kể nha. Chưa kể là hệ thống, có thể nói là hệ thống phương tiện cũng như là công trình giao thông của Mỹ, có thể nói là tương đối, là không phải nói tương đối nữa mà thực sự là hiện đại. Thì nó diễn ra các cái sự kiện như vậy thì mình cũng đặt ra cái nghi vấn. Thế nhưng mà nếu như cái vế thứ nhất mà nó xảy ra ở Việt Nam thì chắc chắn nha, em khẳng định luôn là mấy anh que anh củi ở bên kia đó, thậm chí một số thành phần ở trong nước có luôn, là nó sẽ lên, nó thêu dệt đủ các trò luôn. Anh cứ sáng chứ Tân, anh theo dõi thì anh biết rồi, đúng không ạ? Anh sẽ thêu dệt đủ các trò luôn, và lúc đó không phải thuyết âm mưu nữa, mà người ta dám khẳng định luôn ấy. Riêng một số thành phần em hay gọi là thành phần ngáo mạng á, là nó sẽ khẳng định luôn là chắc chắn là sự việc nó là như thế. Đấy là vế thứ nhất nếu xảy ra ở Việt Nam. Còn nếu mà xảy ra ở Mỹ đó thì dĩ nhiên là cũng có quan điểm của những người trái chiều, và những người này thì sẽ được cho là cộng sản nằm vùng, cộng sản cay cắm, hoặc là hoặc là bưng bô nhiều lắm. Mấy anh nó đánh nhiều câu từ để gọi lắm. Thế thì khi mà ở Mỹ nó diễn ra sự kiện như vậy đó thì nó coi như là bình thường thôi, không vấn đề gì cả, nó chỉ là thảm họa thiên nhiên thôi. Chứ còn ở Việt Nam nó phải là nhiều chuyện, chứ còn ở Mỹ thì nó không có chuyện gì cả, nó chỉ là một sự cố thảm họa tự nhiên bình thường. Mà chúng ta thấy rất là rõ là ở đây ấy, là em đặt ra một câu hỏi mà nhiều nghi vấn nhất, đó là tại sao khi xảy ra một sự kiện cháy lớn như vậy, khi em xem ở trên các cái hình ảnh cũng như trong các video clip trên mạng xã hội cũng như trên báo, thì em thấy rất là lạ là sao lại sự kiện nó xảy ra lớn như vậy, nó cháy lớn như vậy mà nó lại có sự phân chia khu vực là thế nào? Không lẽ lửa nó có mắt hay sao? Hình như lửa bên Mỹ nó có mắt, nó chỉ cháy những cái khu cần cháy thôi, còn cái khu không cần cháy là không được cháy. À, cái khu không được cháy là không được cháy tới, không được lan tới. Rất là, cũng có nhiều cái em thấy rất là lạ luôn. Rồi sau đó là kinh phí, đúng không ạ? Kinh phí mà để cho nó cải tạo lại, xây dựng lại ở cái khu vực đó đó, thì thôi cứ cho khoảng lúc nãy em có nghe hình như 5 tỷ hay 10 tỷ gì đó, 5 tỷ cộng hai lại cái đô, 5 tỷ đô. Thì em cứ mạnh dạn em cho 15 tỷ đô đi. Thì so với cái việc lo cho người dân của Mỹ, trên lãnh thổ của nước Mỹ, thì 15 tỷ đô thì theo em nghĩ nó quá bình thường so với cái tiền mà Mỹ người ta viện trợ cho Ukraine, đúng không ạ? Rất là bình thường. Nó chỉ là một cái móng tay thôi, không bằng có khi 15 tỷ nó rơi vào tính tiền Việt thì nó rất là lớn. Nhưng so với tiền mà viện trợ cho Ukraine các thứ thì, hoặc là cho cái phe đối lập ở Syria cái thứ, thì em thấy nó quá bình thường. Hoặc là chi phí ở các cái cuộc chiến của Mỹ bỏ ra nó quá là tầm thường đi, nó không đáng bao nhiêu hết, nó giống như kiểu cái móng tay thôi. Thế nhưng mà không biết là trong tương lai thì cái việc tái thiết lại nó sẽ như thế nào, nó có rầm rộ như kiểu ở Ukraine hay không, hay là ở như các nơi khác hay không, như hay là ở như kiểu là bảo là tái thiết lại một số quốc gia như kiểu là xóa đói giảm nghèo ở châu Phi hay không thì em không biết. Anh nhắc là dạ ok anh. Thằng gia Biden đó, nó cho nghe anh nghe nói cho mỗi gia đình mà bị nạn đó 700 đô. Dạ. Không, cái này là lúc anh chia sẻ là em nhớ hình như cách đây 2-3 ngày gì đó, là trên phương tiện truyền thông á là người ta cũng nói rồi. Và sau đó là khi mà có phóng viên hỏi ông tổng thống Joe Biden là ông có bình luận gì về cái sự kiện đó không, thì ông bảo là tao không bay bình luận gì. Thằng nào bây giờ nó chịu. Là em nói nó sẽ có cái chương trình nó tái thiết lại mà nó bỏ ra tới 17 tỷ, cái đó là nó không biết, nhưng mà em mới nói không. Dạ, trên cái phóng sự vừa rồi nó có nói anh, có nghĩa là nó thống kê đó, nếu như muốn tái thiết lại cái thứ ấy, thì nó cần 5 tỷ hay 5 tỷ mấy đô la đó. Thì em cứ mạnh dạn em cho khoảng 15 tỷ đi cho nó song sinh. Ok, bây giờ 10 mấy tỷ gì phải không? Nhưng mà nó tái thiết lại cái đó, mà những người mà làm chủ những cái căn hộ ở đó, hay là những cái mảnh đất ở đó, là những người đó là bay ra hết rồi.
Nó tái thiết lại không phải là cho mấy người đó, chắc chắn 100% luôn đó. Nó mua hết của người ta. Còn nếu nó không mua được á, nếu mà người ta xúi nhau không bán á, thì cái 15 tỷ là 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ không bao giờ có chuyện. Không bao giờ có chuyện mà nó thả vô trong cái vùng đó mà nó không tái thiết. Anh bảo đảm luôn. Nếu mà người ta bắt tay nhau, người ta không bán á, nó để mặt. Người ta muốn xây dựng lại như thế nào xây dựng. Bài đảm không có chuyện mười mấy tỷ bỏ vô đâu. Đó. Ý là em đã hiểu con Khiết là nó chỉ tái thiết trong trường hợp là lúc đó là theo mục đích của nó, đúng không anh? Giống kiểu nó mua lại, nó tái thiết thôi. Tài sản của nó rồi, nó mới tái thiết. Vì đó là tài sản của nó. Ô thôi mà. Làm gì nó tái thiết cho những người dân này á? Lạ ghê ta, người Mỹ mà phải là tài sản của nó mới tái thiết mà sao nó lại nhiệt tình tái thiết cho Ukraine vậy ta? Em suy nghĩ mãi không ra. Em nghĩ sao mà giờ nó cho nó giúp người ta chỉ có 700 đô mà trong khi bây giờ nó bỏ ra mười mấy tỷ để giúp cho một cái khu phố này á. Dẫn chơi mà nó xây lại rồi một thành phố là khủng khiếp cho những tụi đại tư bản nó ở. Còn những người dân này là cuối cùng hết là sẽ bay đi hết. Thế thì quá kinh khủng nha. Những người dân thấp cổ bé miệng này thì anh nghĩ cuối cùng họ cũng thắng nó đâu. Tại nó đã nhắm cái vùng này từ lâu rồi mà dân không chịu bán. Cái ở đó bao nhiêu đời nó không chịu bán mà cái khu này nó quá đẹp mà nó đã nhắm từ lâu mà mấy em biết mấy tụi đại tư bản là tiền nó khủng khiếp lắm. Người dân này nó chỉ bóp một cái là chết ngay lập tức. Không chịu bán là đốt luôn. Có nghĩa là dạng như kiểu mày không bán nhà thì tao đốt nhà mày luôn, đúng không? Để tao kiếm cớ tao đuổi mày ra ngoài. Ủa sao kỳ đấy? Mà nó bắt tay với lại với nhau hết, nó thành một cái kế hoạch, một cái âm mưu luôn, kế hoạch luôn. Để nó thực hiện cái này thành công. Đúng không? Ủa,